qua, nữ ca sĩ diễn viên Harry Won thủ vai Ta Won trong bộ phim My Sweet Monster do Hàn Quốc sản xuất, chiếu trên đài JTBC. Đạo diễn của phim là Kim Jong-wan và Kim Woo-hyun, với sự tham gia của các diễn viên Tae-gu, Ha Sun-hwa, Won Yoo. Trong phim, cô xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, trang điểm đậm, phong cách mạnh mẽ khác xa với hình ảnh thường thấy. Lần đầu tiên chạm ngõ một bộ phim do ekip Hàn Quốc sản xuất, Harry Won cho biết bản thân cảm thấy hào hứng dù chỉ là cameo. Trấn Thành cũng có đưa ra những góp ý cho Harry Won sau khi xem xong để lần sau cô có thể làm tốt hơn. Ngoài ra, Harry Won cũng chia sẻ phản ứng của chồng mình sau khi xem cô đóng phim ở Hàn Quốc. Theo đó, Trấn Thành đã liên tục trêu chọc Harry Won khi thấy hình tượng mới của vợ tuy mạnh mẽ, nhưng nhìn thôi đã cười rồi, khỏi thoại. Phía dưới phần bài viết, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước tạo hình mới của Harry Won. Ở Việt Nam, Harry Won từng để lại dấu ấn khi đóng phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy cùng Sơn Tùng MTP, Bệnh Viện Ma đóng cùng Trấn Thành, Trùm Cỏ 49 Ngày phần 2.